Hoàng Khái xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn. Như các bạn đã biết, giấc ngủ có vai trò cực kỳ quan trọng giúp tái tạo năng lượng sau một ngày dài làm việc vất vả. Nếu mất ngủ một đêm, cơ thể bạn sẽ uể oải, thiếu sức sống. Đáng lo ngại hơn, mất ngủ kéo dài sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng không thể khắc phục. Vì vậy, trong chương trình hôm nay, chúng tôi đề cập một số nội dung chính sau. 1. Tại sao mất ngủ kinh niên là mầm mống ung thư? 2. Phương thuốc bí truyền chữa mất ngủ từ thịt gia cầm. 3. Một dạng mất ngủ hại sức khỏe ít ai ngờ tới. Sau đây, mời quý vị cùng đến với nội dung đầu tiên. Phần 1. Tại sao mất ngủ kinh niên là mầm mống ung thư? Thưa quý vị, các chuyên gia y tế trong và ngoài nước đều chung nhận định thiếu ngủ gây tích tụ độc tố trong cơ thể, góp phần không nhỏ vào việc phá hủy cơ thể và hình thành các tế bào ung thư. Điển hình, mất ngủ kinh niên làm tăng tỷ lệ ung thư vú ở phụ nữ và các khối u đại trực tràng. Nguyên nhân là do lượng hormone melatonin được sản xuất ra trong khi cơ thể ngủ sâu giúp chống lại sự tăng trưởng của các tế bào khối u. Nếu người bệnh không ngủ đủ giấc, lượng hormone này giảm đi đáng kể và cơ thể không nhận được bảo vệ cần có để chống lại các tế bào gây ung thư. Các nhà khoa học Nhật Bản cũng nghiên cứu và chỉ ra rằng những phụ nữ ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao. Nghiên cứu được tiến hành với 24.000 phụ nữ ở độ tuổi 40 trở lên trong 8 năm về các thói quen ăn, ngủ, nghỉ. Kết quả cho thấy những phụ nữ ngủ 6 tiếng hoặc ít hơn có nguy cơ ung thư vú tăng 60% so với những phụ nữ khác. Ngoài ra, những phụ nữ ngủ hơn 9 tiếng mỗi đêm có nguy cơ bị ung thư vú thấp hơn 28%. Trước đó, Trung tâm Nghiên cứu Bệnh Ung thư của Anh cho rằng việc mất ngủ và làm việc đêm quá sức có tác động không nhỏ tới khả năng phòng chống ung thư vú. Các nghiên cứu mới nhất ở Anh cũng chỉ ra rằng việc ngủ 9 tiếng mỗi ngày còn làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Bên cạnh đó, các nhà khoa học Anh cho biết mệt mỏi và khó ngủ là một trong những triệu chứng đầu tiên của bệnh ung thư, trong đó có ung thư tủy xương. Bởi ung thư làm chậm quá trình sản xuất hồng cầu, gây thiếu máu, ảnh hưởng đến nồng độ hormone trong cơ thể là nguyên nhân của tình trạng mệt mỏi. Mặt khác, những người mắc bệnh ung thư, dù bất cứ là loại ung thư nào, đều có cảm giác mệt mỏi, khó ngủ ở giai đoạn đầu. Vì vậy, khi các bạn bị mất ngủ kéo dài trên một tuần, cần đi khám để có các biện pháp can thiệp kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm. Xin chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Phần 2. Phương thuốc bí truyền chữa mất ngủ từ thịt gia cầm. Thưa quý vị, thịt vịt là một trong những phương thuốc chữa mất ngủ mà ít người ngờ tới. Có rất nhiều phương pháp dân gian truyền tai nhau điều trị mất ngủ như sử dụng tâm sen, đậu xanh, quả nhãn, củ gừng, cây trinh nữ hay rễ và cây hoa lại, nhưng bỏ qua loại thịt gia cầm quen thuộc này. Thịt vịt rất tốt cho sức khỏe. Trong sách Nhật dụng bản thảo được xuất bản tại Trung Quốc có ghi nhận, thịt vịt là thực phẩm có tính hàn, giúp bồi bổ phần âm của ngũ tạng, làm mát máu, sinh tân dịch, giúp giảm hồi hộp, lo âu, chấn tâm, định thần, chữa giật mình khi ngủ và cải thiện sức khỏe tổng thể. Bên cạnh đó, Hội Tim Mạch Mỹ cũng đã công nhận tác dụng vượt trội khi ăn thịt vịt. Xét về giá trị dinh dưỡng, thịt vịt có giá trị rất cao. Trong 100g thịt vịt có đến 25g chất protein, hơn 200g calo và hàm lượng các chất dinh dưỡng như canxi, lipid, kẽm, magie, các vitamin B, A, E, K. Thịt vịt rất giàu protein, sắt và vitamin cũng như những chất rất cần thiết cho quá trình trao đổi chất. Thịt vịt còn cung cấp một lượng nhỏ omega 3 và axit béo omega 6, góp phần làm cho trái tim khỏe, giúp giấc ngủ được cải thiện. Hôm nay, chúng tôi xin gợi ý cho quý vị một món ăn vô cùng tốt cho giấc ngủ, đó là bí xanh hầm thịt vịt. Bí xanh là thực phẩm có tính mát, lại chứa nhiều chất xơ, nước cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe. Nó giúp thanh nhiệt, tiêu độc, an thần, duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh trung ương,
bạn có thể kết hợp bí xanh với thịt vịt tạo thành món ăn bài thuốc chữa mất ngủ. Đây là món ăn thanh mát, lại chứa hàm lượng chất béo thấp nên không phải lo ngại về tình trạng dư thừa năng lượng, tăng cân khi sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, chúng tôi xin lưu ý một số người không nên sử dụng thịt vịt là người mắc bệnh gút, người mới phẫu thuật, phụ nữ bị rối loạn kinh nguyệt, đàn ông bị liệt dương. Đặc biệt, người bị huyết áp thấp không nên ăn thịt vịt. Tiếp tục chương trình sẽ là một nội dung đáng chú ý khác. Phần 3. Một dạng mất ngủ hại sức khỏe ít ai ngờ tới. Thưa quý vị, có rất nhiều kiểu mất ngủ như thức trắng nguyên một đêm, khó đi vào giấc ngủ chập chờn không sâu hay ngủ từ sớm nhưng chỉ được một tiếng rồi không ngủ lại được nữa. Tuy nhiên, có một dạng mất ngủ mà ít ai ngờ tới là thức dậy quá sớm. Dạng mất ngủ này làm cho mọi người thường nhầm lẫn với thói quen sinh hoạt thức khuya dậy sớm của người dân vùng nông thôn, khiến người bệnh chủ quan không đi thăm khám sớm, chỉ đến khi bệnh chuyển nặng mới tìm đến cơ sở y tế. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về loại mất ngủ cực kỳ hại sức khỏe này. Thức dậy quá sớm có thể hiểu là buổi sáng bạn tự thức dậy sớm hơn những người bình thường từ 1 đến 3 tiếng. Ví dụ, một người bình thường giấc ngủ kéo dài đến 7 giờ sáng. Tuy nhiên, có những người mắc chứng mất ngủ 4 giờ đã tự động tỉnh giấc mà không cần tác động của bất cứ hoạt động gì giúp đánh thức cơ thể. Điều này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. 1. Khi bạn không ngủ đủ giấc, ngủ dưới 5 tiếng, não không thể có thời gian để nghỉ ngơi đủ. Cả ngày sau đó, bạn sẽ rơi vào trạng thái trống rỗng, cảm giác bị khù khờ. Khi nói chuyện với người đối diện, khiến phản hồi không nhanh nhẹn và thậm chí ngày càng chậm chạp hơn nếu thức dậy quá sớm trong thời gian dài. 2. Các yếu tố miễn dịch của cơ thể chủ yếu được hình thành trong khi ngủ. Tuy nhiên, dậy quá sớm khiến cơ thể thiếu ngủ làm chúng ta mệt mỏi, dễ bị vi khuẩn, virus tấn công, dẫn đến cảm lạnh, dị ứng và nhiều loại bệnh khác. 3. Thức dậy quá sớm vào đầu buổi sáng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của não, khả năng ghi nhớ ngắn hạn, từ đó có thể dẫn đến chứng hay quên, trí nhớ suy giảm. Nghiên cứu tại Úc cho thấy có tới khoảng từ 36 đến 58% những người không ngủ đủ giấc sẽ thức dậy cùng với các triệu chứng đau đầu. Chính vì lý do này mà bạn nên chú ý mỗi lần đau đầu xem có phải bạn đã không đảm bảo ngủ đủ giấc hay không. 4. Ngoài việc gặp các vấn đề về phản ứng của trí não, bạn cũng có thể gặp các vấn đề về thể chất. Dậy quá sớm có thể khiến bạn bị đau nhức cơ bắp, tay chân mềm nhũn, thiếu sinh khí. Những người không ngủ đủ giấc luôn dẫn tới cảm giác bị kiệt sức. Những người bị thiếu ngủ mãn tính sẽ làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và kèm theo nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn so với người ngủ đầy đủ. Vậy nguyên nhân do đâu khiến bạn thức dậy quá sớm vào buổi sáng? Chúng ta xin đưa ra một số thông tin để quý vị và các bạn tìm ra cách khắc phục. Khi bạn tuổi càng cao, những thay đổi trong nhịp sinh học khiến bạn cần ít giờ ngủ hơn. Điều này có thể làm giấc ngủ gián đoạn, khiến bạn thức dậy quá sớm. Phụ nữ trải qua sự thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ mãn kinh là nguyên nhân gây gián đoạn giấc ngủ. Nam giới gặp vấn đề tiết niệu do những thay đổi liên quan đến tuổi ở tuyến tiền liệt cũng gây ra trường hợp tương tự. Nếu đang gặp các vấn đề về tâm lý cũng khiến bạn ngủ ít giờ hơn mỗi đêm và thức dậy sớm hơn bình thường. Có thể kể đến như căng thẳng trong công việc, vấn đề gia đình, hôn nhân, mất việc hay cái chết của người thân. Thói quen coi bữa tối là bữa chính cũng là nguyên nhân khiến bạn mất ngủ. Nhiều gia đình thường coi bữa tối là bữa quan trọng và chế biến rất nhiều đồ ăn, trong đó có các món chiên, rán nhiều dầu mỡ, tạo ra gánh nặng lớn cho dạ dày, khó tiêu hóa gây ra tình trạng khó tiêu, dẫn tới dạ dày phải hoạt động đánh thức giấc ngủ của bạn. Một trong những vấn đề quan trọng cần thay đổi để hạn chế tình trạng thức dậy quá sớm đó là đồng hồ sinh học của mỗi người cần điều chỉnh để có thể ngủ đủ giấc, tránh gây hại cho sức khỏe. Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra khung giờ chuẩn cho giấc ngủ của mỗi lứa tuổi. Cụ thể, thanh thiếu niên 14 đến 17 tuổi cần ngủ 8 đến 10 tiếng một ngày. Thanh niên và người trưởng thành 18 đến 64 tuổi cần ngủ 7 đến 9 giờ một ngày. Người già trên 65 tuổi cần ngủ 7 đến 8 giờ một ngày.
còn rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngủ muộn và thức dậy quá sớm. Nhưng dù nguyên nhân nào thì chúng ta cũng nên đi khám để tìm cách khắc phục. Vì đây có thể là một cảnh báo sớm của bệnh, nếu để lâu dài có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Đến đây, chúng tôi xin tạm dừng chương trình của Sống Khỏe và Sống Tốt. Nếu có những ý kiến đóng góp và phản hồi, hãy để lại bình luận và ấn chuông đăng ký. Chúng tôi sẽ phản hồi quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.